Mời các bạn cùng theo dõi tiếp truyện ngắn thứ hai, Bộ Răng Vàng. Ông cụ già ngót 80 tuổi đầu đã hứa với chúng cái chết của mình 3 tháng nay rồi. Mà 3 tháng nay, ông cụ cứ nằm lì giữa giường để xên đấy, ăn đấy và thi hành mọi việc cần dùng ở đấy. Cụ thật là người keo kiệt, đến lúc hấp hối rồi mà vẫn còn đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành, hau háu ra chi ly từng đồng xu nhỏ một, chẳng chịu rời chùm chìa khóa, mở tủ, lấy văn tự địa đồ chia của cho con. Đến bây giờ thì ông cụ quả thật chết rồi, nhẹ nợ. Ông cụ chết rồi thì thằng cả, thằng hai với vợ chúng xúm nhau vào, vồ lấy chùm chìa khóa, tính việc chia gia tài. Chúng hãy để mặc cái thây ma nằm đấy. Cả hai ngày hôm ấy, chúng bận bù đầu vào trong công nghìn việc. Thằng hai nhường cho anh bộ đồ thờ với yến thư bàn độc, thì kỳ kèo ép anh phải bỏ tiền ra lo cho bố, thết đãi hàng xã hàng tổng thì phải lấy lại hai con lợn nái của mình. Tối hôm sau cái chết của ông cụ, họ hàng cũng không một ai biết, vì chúng tính toán chưa xong. Đến độ nửa đêm, mọi việc đã thương lượng được với nhau đâu vào đấy cả. Lên giường nằm nghỉ, thằng cả mơ màng đến những cảnh phóng túng chơi bời, cũng như thằng hai sướng bằng mở cờ trong bụng, định những việc mưu danh cầu tước, mua lấy một chân chức sắc trong làng. Bốn vợ chồng chúng xì xào to nhỏ với nhau, khúc khích với nhau, duy chỉ một mình ông cụ, một cái thây ma phủ dưới một cái chăn đơn, nằm đờ với ngọn đèn dầu to không bằng hạt đỗ. Vì không có chút thư để lại, cái chết kia là cái chết bất thình lình. Chúng đã giấu kín ngày giờ với họ hàng, làng nước, thì chúng kêu gào khóc lóc làm chi? Vợ chồng thằng cả muốn như ngủ rồi, thì vợ chồng thằng hai rón rén đẩy cửa lôi nhau ra ngoài chuyện kín. Thằng hai ắt lý tài sáng suốt hơn thằng cả, nhớ rõ ngay rằng trong lúc sinh thời, ông bố muốn thay vào hàm răng bằng cái còn gãy. Đã lên tỉnh vào nhà rồng lăng vàng, chúng cứ xì xào cãi lẫn với nhau. Còn vợ nhất định dãy giụa không nghe, kêu rằng trong nhà có kẻ qua đời, người sống muốn cho kẻ chết được thiêng liêng phù hộ cho mình, thường còn lắm khi bỏ vàng vào miệng. Nên khi thấy chồng bàn lấy bộ răng trong mồm bố để bán, nó chẳng bằng lòng. Thằng chồng phát gắt mà rằng: cái đời đàn bà chúng mày sao ngu thế, chết rồi thì việc cúng dỗ chẳng qua là việc lừa dối thiên hạ, bộ răng vàng ấy đem bán đi không được chục bạc hay sao? Mày không nghe ông mặc kệ mày, miễn sao mày đừng để cho vợ chồng anh cả biết ông làm gì thì mặc xác ông. Rồi nó nguôi nguẩy quay vào để cho vợ một mình đứng đấy. Trong nhà có người chết, ngoài sân lại thêm đom đóm bay miệng lập lòe, cây cau cây chuối cọ lá sột soạt vào nhau, con vẹt thỉnh thoảng cắn bóng một cách tức bực buồn rầu, nghe sợ đến rụt người đi được. Chị vợ bỗng giật mình hoảng sợ, hấp tấp chạy vào những toan ngăn chồng không cho làm thế. Nhưng khi đến cửa buồng, nhìn vào thây ma trơ trơ nằm đấy, thì chị ta lại sợ, không dám bước vào. Nó biết vợ nó phải lánh mặt đi rồi, thì nó cứ việc tự do hành động. Nó nhìn sau, nhìn trước, lắng tai nghe kỹ, thấy vợ chồng anh mình đã ngáy mới yên chí, rón rén đến bên giường bố chết, lật cái chăn ra, để một tay giữ trên đôi mắt người đã qua đời, còn một tay nó bóp lấy hàm, cố vành cho được. Thấy hơi răng rắn, nó liền dùng hết sức, cố vành mồm kẻ chết bóc ra được bộ răng vàng. Nhìn người sốt rét phải chậu nước lạnh dội vào mình, nó bỗng run lên lật bật. Bộ răng vàng rơi lăn xuống đất, nó cũng không kịp nhặt, vì khi nhìn lại đôi mắt của kẻ qua đời đã bị bàn tay phũ phàng kia làm cho lật hẳn mi lên. Mà cái mồm, một cái mồm không răng, trông sâu hoang hoảng và tối om om, sau khi đã bị vành thì thôi, nhất định không thèm ngậm lại. Người chết hình như trợn mắt há mồm nguyền rủa thằng con bất hiếu, trông đáng sợ vô cùng. Nó cứ đứng ngây ra thấy kinh khủng mà nhìn, không chớp mắt một hồi, rồi sau khi rú lên một tiếng, bưng mặt đẩy cửa chạy đi. Nghe thấy tiếng kêu ghê gớm lạ lùng, hai vợ chồng anh đều ngồi mình nhộp dậy. Chúng không hiểu nguyên do sao cả, chỉ nhìn nhau một cách kinh ngạc, rồi rón rén xuống đất.
bước đến cửa phòng người chết, đứng đấy mà nhìn vào. Cái thây ma trợn mắt há mồm như đang chửi rủa. Hai vợ chồng sợ quá, đứng sát nách nhau mà run lập cập, chống ngực đánh thình lình. Giữa cái lúc bối rối tâm thần, mơ màng đến những chuyện quỷ nhập tràng của bộ liêu trai, không biết nên đứng ì ra đấy hay cuống cẳng bỏ chạy đi đâu, thì thằng anh nhìn thấy cái bộ răng vàng nằm dưới gầm giường, nhờ ánh sáng đèn chiếu ra lóng lánh. Cái việc thằng em vào đây rú lên rồi ôm đầu bỏ chạy, nó hiểu rõ la ngay. Nhìn ra sau lưng, thấy vợ chồng thằng em đã đứng tái mặt đấy rồi, thì nó lên giọng đàn anh mắng chùm: "Chúng mày thực là bất hiếu." Người đàn bà kia cố cãi cho ra lẽ, kêu rằng đã hết lời ngăn cản mà chồng chẳng chịu nghe nào. Rồi chị ta xin lỗi cho chồng, những mong được lượng ông giữ kín những chuyện nhơ nhút trong nhà, cứ việc lắp lại hàm răng vào mồm cho bố. Nhưng thằng anh lại không làm thế. Sau khi không có cách nào vứt mắt đậy mồm cho người đã mất, thì nó chỉ đành trùm chăn lên trên một cách gọn gàng, rồi nó quay lại mắng đứa em dâu: "Chú thím đã định lừa tôi như thế, thì bộ răng này sau khi tôi bán được, mong rằng chú thím đừng nhớ đến chuyện chia." Sau cùng thì một cách tự nhiên, nhanh nhẹn nhất đời, nó cúi xuống nhặt bộ răng vàng, bỏ vào túi. Chuyện ngắn tiếp theo: từ lý thuyết đến thực hành. Anh ta là một người Âu hóa, thiên hạ kêu chưa đủ. Riêng anh tự cho đã Âu hóa hoàn toàn. Ở Pháp về, anh chỉ giao thiệp với người Tây, chỉ yêu quý có người Tây, nhất là ông chánh văn phòng của anh. Anh lại chỉ có nói tiếng Tây thôi, cho dẫu là những khi anh nói với những đồng bào mũi tẹt, những việc ấy dễ bởi không tốn tiền. Đến những việc tốn tiền, tuy không bữa nào cũng dùng cơm Tây, anh cũng vẫn giấu bọn đồng bào An Nam rằng mình thường phải ăn cơm ta, có khi ăn cả rau muống và cà pháo. Tự trong thâm tâm, anh vẫn khen Thượng Đế đã ban phước cho cả cái giống An Nam được hưởng rau muống và cà pháo rẻ lạ, ngon lạ, có thể khiến người ta quên thịt cá. Nhưng anh không nói thế trước mặt thiên hạ bao giờ. Thiên hạ chỉ thấy anh ăn ở, cử chỉ và ngôn ngữ hoàn toàn theo Tây. Còn đến cái bàn thờ ông Vải trong nhà anh, giữ những đồ đạc hoàn toàn Tây phương, thì anh cắt nghĩa sau một cái so vai, để cho bà Vìa khỏi la thét, nghĩa là để cho phải phép. Câu ấy anh cũng lại nói bằng pháp ngôn. Và muốn dẫn chứng cho lời tuyên ngôn ấy, thỉnh thoảng anh lại mời các bạn hữu Tây Nam đến tổ chức một cuộc khiêu vũ gia đình. Trước bàn thờ, lẽ cố nhiên, vì trong nhà chỉ có chỗ ấy là đủ rộng, các ông Vải đều đã kính phục cái Âu hóa ấy của con cháu đến tái cả mặt, nếu các ông Vải vẫn còn có mặt để tái. Nhưng sự ấy chưa phải là cái cốt yếu cho chuyện này. Cái cốt yếu là một quan niệm đặc biệt Tây phương, Âu hóa cả 100% của anh đối với một thứ tai nạn cũng từ Tây phương nhập cảng vào đây, xứ sở của mọi thứ cổ hủ của dân đại cổ Việt mũi tẹt da vàng chúng ta. Sở dĩ anh nói rõ quan niệm ấy ra, có lẽ cũng chỉ vì muốn thiên hạ phục mình là đã hoàn toàn Âu hóa. Quan niệm ấy là về nạn mọc sừng. Nhưng mà thì các ngài hãy trông xem. Đấy, anh đứng lên, đi đi lại lại, hai tay đút túi quần, trong khi cao đàm hùng biện về một vài vấn đề, thỉnh thoảng lại tô điểm cho lý luận của mình bằng một vài cái gật đầu khoái chí. Chẳng ai lại có thể hùng hồn hơn. Cử tọa ngồi nghe đều đã kính phục hết sức, và họ im lặng, hoặc là họ muốn phản đối hết sức đấy, nhưng cũng chỉ dám phản đối bằng im lặng. Từ mồm diễn giả lần lượt chui ra những nghĩa lý kỳ quặc, có khi ghê gớm, có khi như sự ngụy biện, cũng có khi như sự lập dị. Nhưng bao giờ từ trước đến sau cũng tỏ ra một tấm lòng vô cùng thành thực và một sự hiểu biết thấu triệt. Nó bắt buộc những ai muốn ngắt lời cũng phải cứ kính cẩn ngồi yên mà im lặng. Sự thành thực dẫu sao đi nữa ta cũng không thể nào mà coi khinh, cũng như sự hiểu biết chu đáo đáng gọi là có đủ thẩm quyền ấy khiến cho ta phải ngờ diễn giả chính là kẻ đoạn trường ai có qua cầu.
Nhưng mà thì hãy lắng tai nghe anh ta đã. Mọc sừng, sự ấy nếu nó là một cái nạn thì cũng chỉ là một cái nạn nhỏ, không đáng để ý mấy. Tôi không hiểu sao ai cũng chê cười một người chồng mọc sừng. Ngay ở bên Pháp nữa, thiên hạ cũng không thiếu lời chế giễu người mọc sừng. Đó là một sự dã man, vì người mọc sừng chỉ là một kẻ đáng thương. Mà cũng không đáng thương nữa nếu ta nghĩ kỹ. Một là vì bị vợ ngoại tình. Ấy chỉ là, như trên tôi đã nói, chịu một cái tai nạn quá đỗi nhỏ mọn. Hai là mọc sừng, nếu là một cái khổ thì cũng là cái thứ khổ của trí tưởng tượng ốm yếu của anh chồng mọc sừng mà thôi. Nếu muốn tin chắc chắn điều ấy hơn nữa, ta phải nói thêm thế này. Ở một xã hội mà nhiều người ngoại tình hay là mọc sừng chính là dấu hiệu của văn minh. Vì sao? Vì hôn nhân tự nó là một điều khuyết điểm vô cùng khi nó giải quyết vấn đề tình ái. Hôn nhân là cái giấy hợp đồng buộc lòng người trung thành suốt đời, trong khi lòng người do đấng thượng đế sinh ra là một sự trừu tượng. Tự nó chỉ muốn thay đổi, có mới nới cũ đó mà thôi. Lấy cái quan điểm của bọn nam nhi chúng ta mà xét, điều ấy càng rõ rệt. Đàn ông lắm khi chê vợ, chán vợ, thấy không thể chung sống với vợ được nữa, chỉ còn một cách ly dị, thì may sao đã tìm thấy phương tự cứu chữa, tự giải thoát để tránh cảnh tan tác của gia đình và hận cái hận nghìn thu của lũ con cái thơ dại. Ở sự đó là tự an ủi mình bằng cách thỉnh thoảng lừa vợ một đêm, tìm cái hạnh phúc tạm bợ và điêu trá trong cánh tay người vợ một đêm. Đã giản dị chưa? Lừa được vợ một đêm, thế là người đàn ông chê vợ phỉ chí, tự an ủi, đủ can đảm và hứng thú, cứ chịu đựng mãi được người vợ mà mình đã thấy là khó chịu. Và những phụ nữ khôn ngoan biết cái ngôi nội tướng của mình đã có bề lung lay, lắm khi đã nhắm mắt làm ngơ cho chồng. Phải thế mới được, phải chịu đựng cái đau đớn nhỏ ấy, họa may mới tránh thoát được cái đau đớn lớn hơn. Nó sẽ đợi ngày tức nước vỡ bờ, nó đến. Vì rằng đấng thượng đế sinh ra thằng đàn ông, mục đích ngài chính là để cho nó phản trắc đấy. Phản được rồi nó sướng, lòng tự ái được mơn trớn rồi thì nó sẽ xử một cách nhã nhặn hơn với vợ nó. Một người mà nó không lừa được thì nó sẽ dành cho những vố đau. Một vài người cười ồ, những thính giả khác chẳng ai nói gì cả, vẫn nguyên cái đà hùng biện. Anh ta tiếp. Bây giờ đến lượt chúng ta tự đặt mình vào địa vị người đàn bà. Ô hay, sao chúng ta có thể ích kỷ đến thế được? Sao chúng ta lại không công bình một tí nào? Sao chúng ta nỡ dã man đến thế? Đàn ông chúng ta đi chơi gái bừa bãi thì chẳng sao. Nếu vợ ta có hành động y như ta, chỉ y như ta thôi, ta cũng đã coi như đổi đời. Vợ ngoại tình, khốn nạn, thế sao gọi là đại họa? Nếu chồng xưa nay vẫn ngoại tình be bét ra đấy thì không sao. Họ cũng đã xử sự như mình, chỉ có thế. Họ đã phải ngoại tình có lẽ là để khỏi phải nghĩ đến cách quyết liệt hơn là ly dị. Cũng như mình, họ cũng chỉ thấy sự an ủi, cái thú sống ở sự lừa đảo thôi. Đã thế, sao đàn ông cứ ích kỷ? Khốn nạn, nào có gì, nếu đó chỉ là vỏ quýt dày và móng tay nhọn gặp nhau. Thêm nữa, một khi người đàn bà dám ngoại tình, tôi cho đó là họ bắt đầu có can đảm và cũng bắt đầu giác ngộ nữa, cũng như thuyền thợ dám đình công phản đối chính phủ, cũng như phụ nữ dám vác những lá cờ có dấu hiệu cách mệnh, là thép giải phóng và bình quyền. Cho nên, như tôi đã nói, mọc sừng chính là dấu hiệu của văn minh. Người đàn bà, một khi bắt đầu lừa chồng, là bắt đầu bỏ cái chính sách tiêu cực đề kháng tổ truyền mà mấy nghìn năm bị coi là đứa tớ gái không lương đã kết quả nên thái độ. Một người nói len vào. Thế thì ra tội là ở anh chồng đó mọc sừng, bất cứ anh chồng là hay dở như thế nào. Diễn giả cứng cỏi đáp. Bẩm chính thế, vì dẫu ta tài giỏi, khỏe mạnh, giàu có đến như thế nào nữa thì chẳng may mọc sừng ấy, đó là do ta có lỗi, đã hỏng ở một phương diện nào đó mà chỉ vợ ta mới biết mà thôi. Cho nên, như trên tôi đã nói, người chồng mọc sừng chẳng bao giờ đáng thương nếu ta nghĩ kỹ. Nếu ta khôn ngoan, đủ tư cách
đủ khỏe mạnh, đẹp cả tinh thần lẫn văn chương. Còn vợ ta nó đã chẳng ngoại tình. Vậy thì quyết nhiên anh chồng Mộc Sừng bao giờ cũng có lỗi, và phải coi sự lừa dối của vợ là một lẽ chính đáng hợp tự nhiên mà thôi. Huống chi cái vấn đề ấy, phàm đã là người văn minh thì chỉ nên coi đó là những việc nhỏ nhặt rất tầm thường, không làm không được. Thí dụ như đói thì phải ăn, khát thì phải uống, hay là một chất đã quá đầy trong bụng thì phải thoát nó ra ngoài, như là đại tiện, tiểu tiện, có thế thôi. Tôi xin nói thêm cho rõ hơn nữa. Nếu một người chồng vắng nhà lâu nay chẳng hạn, thì vợ người ấy có đi ngoại tình, người ấy chỉ nên coi như vợ đã phải làm một sự cần không làm được. Sự giao hợp là cái gì? Nó là điều xưa nay ai cũng coi là nhơ bẩn. Vậy thì sao lại cho nó là một cái giá trị mà nó không có? Đại khái như chẳng may Mọc Sừng thì đau đớn đến nỗi muốn tự tử. Một người lại hỏi: thế thì triết lý của người chồng Mọc Sừng là thế nào? Con người Âu hóa cắt nghĩa: là nhắm mắt làm ngơ, là phải coi mình có lỗi, cho dẫu chưa thấy lỗi mình ở chỗ nào. Nếu không có gì khuyết điểm, vợ nó đã phải trung thành với mình chứ. Cốt nhất là đừng làm om lên. Như trên tôi đã nói, vợ cho chồng Mọc Sừng hay chồng ngoại tình càng nhiều, ấy chính là dấu hiệu của văn minh. Quả thật đó chẳng là điều vu khoác. Trong khi ngày cưới chỉ là ngày tận số của ái tình, thì ngoại tình chính là sự cách mệnh tự nhiên đối với điều trói buộc. Tiến bộ là gì nếu không là sống tự do? Ở Tây Phương, người ta đã chiếm được sau những cuộc cách mệnh tốn hàng triệu nhân mạng, những quyền tự do hội họp, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do đình công. Còn khuyết điểm nếu chưa chiếm được hay công nhận một cái tự do nữa. Quý hóa nhất là cái tự do giao hợp. Có cái ấy nữa, xã hội mới thật là thiên đường. Vì thế nên tôi đã nói rằng, vợ bị chồng lừa hay chồng bị vợ cho mọc sừng, hai bên chỉ nên nhắm mắt làm ngơ đi mà thôi. Vì hai bên đều có lỗi. Thêm nữa, cái tai nạn ấy, cái đau đớn ấy, nếu ta biết nâng nó lên trình độ một chi tiết văn hóa, coi sự tự do giao hợp cũng như những cái tự do khác, thì loài người há đã chẳng thoát khỏi cái vấn đề thiên cổ nó vẫn rình phá hoại hạnh phúc của gia đình và cá nhân đó sao? Một người khác cười nhạt phê bình: gớm thật cho những tư tưởng quá khích của ông. Ông đã làm cho cả bọn nam nhi tiêu danh dự. Người Âu hóa hỏi lại: thưa ngài Mọc Sừng, người đàn ông nào dám chắc suốt đời không bị cái nạn ấy? Tôi xin nói để ngài chớ quên rằng, người đẹp trai nhất đời, anh hùng cổ kim chưa có ai bằng, là nã phá luôn hoàng đế, thì ngài cũng đã Mọc Sừng đó. Đứng trước một cái nạn nó hăm dọa tất cả các đàn ông trên cõi thế gian, mà lại không biết nâng sự Mọc Sừng lên một trình độ, một chi tiết của văn hóa, thì chỉ là chẳng biết lo xa một chút nào. Có người hỏi: ông đã xong cái bài đại luận về nạn Mọc Sừng chưa? Anh ta gật đầu: tôi đã kết luận. Rất nhiều người phê bình: các anh chàng này Tây quá đi mất. Nguy thật, Tây ở cách ăn ở, Tây ở cử chỉ, ngôn ngữ, lại Tây nốt ở cả cái linh hồn. Anh ta mỉm cười đắc chí, thấy mình đã thành công. Mục đích của các sự lập dị, yêu ngôn và ngụy biện của anh chỉ là để cho thiên hạ phục mình, đã cả 100% Âu hóa. Những câu chê bai kia, trái lại, anh cho là lời khen. Và trong khi ai cũng để ý nghe diễn giả, thì không ai để ý nhìn một thiếu niên đẹp trai lúc ấy, chỉ đưa mắt liếc trộm cô vợ trẻ măng và đẹp nõn của diễn giả, ngồi ở phòng bên pha trà và sai đầy tớ rót tiếp cho khách. Từ lúc đầu cho đến lúc cuối cuộc diễn thuyết ấy, đã lắng tai nghe mớ lý thuyết của chồng cách cực kỳ chăm chú. Riêng tôi tự nhủ, chính chỉ vì anh chồng này đã bị Mọc Sừng rồi nên mới gián tiếp bênh vực bằng cái quan niệm ghê gớm kia. Tôi đã lầm. Việc ấy xảy ra sau, chứ không phải đã xảy ra trước như tôi tưởng. Đã chừng một năm sau, thấy con người Âu hóa ngày ngày đi nằm dài tại một tiệm hút. Thiên hạ nói, thì ra anh đã bỏ vợ. Rõ mới buồn. Nguyên nhân cuộc ly dị, chẳng ai hiểu rõ đầu đuôi ra sao. Chỉ biết hiện anh ta đau khổ lắm. Tiệm hút, chỗ ẩn giật của anh, của những kẻ chán đời, anh chỉ còn nó là quý thôi. Đáp lại các bạn chí thân, anh ta chỉ nói kín thở về nỗi khổ: tôi
tôi đã yêu một người đàn bà. Nhưng một hôm, có người bạn thân khác không hiểu gì, lại trách anh là bạc tình, tồi tệ với vợ, dã man, và đủ tất cả những trạng từ khác nữa, thì anh nổi giận hỏi lại, mày ngu lắm, thế khi vợ mày nó cắm sừng vào đầu mày, thì liệu mày có còn cứ muốn ăn ở suốt đời với nó không? À, thì ra đầu đuôi là thế. Tôi, kẻ ngoại cuộc, bỗng đâu tôi cũng chán đời và hoài nghi. Thật thế, tôi tin rằng đất đai của Việt ta là cái đất cằn cỗi. Những lý thuyết và tư tưởng ở đâu đâu, tốt đẹp thế nào, mặc lòng, cũng cứ đến đây là thành thối nát. Tôi không tin dân An Nam ta lại có nổi một điều tín ngưỡng nào, một quan niệm chắc chắn gì. Bởi thế, con người Âu hóa, cực đoan ấy chỉ Âu hóa được ở cái lỗ mồm mà thôi. Và than ôi, suy một người ra nghìn người, suy một sự ra vạn sự.